Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2017. Sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hôm nay ngày làm việc thứ ba cũng là ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ năm. Các đại biểu Hội đồng nhân dân Bạc Liêu khóa 9 tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn thông qua nghị quyết của kỳ họp. Đoàn công tác liên ngành thanh tra chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh xung quanh việc kiểm tra, rà soát, thanh tra, xử lý một số vụ việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Huyện Hòa Bình triển khai dùng lúa nguyên liệu bao tiêu tiêu thụ vụ lúa đông xuân 2017-2018 với tổng diện tích 520 ha. Trong tiết mục an toàn giao thông, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phản ánh về nguy cơ tai nạn giao thông nơi dãy phân cách trên đường 23 tháng 8 phường 8 thành phố Bạc Liêu, đoạn gần khu vực khu công nghiệp Trà Kha bị hư hỏng đã lâu nhưng chưa được khắc phục. Cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Nga tuyên bố không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 sáng nay, các đại biểu bắt đầu chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Việc tồn tại nhiều dự án treo, dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh hiện nay là vấn đề nóng được nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu lên và chất vấn vai trò quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng. Trong đó, dự án Bệnh viện Đa khoa, khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Phương Đông và dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Sài Gòn là hai trong nhiều dự án gây bức xúc trong nhân dân vì sự lãng phí quỹ đất công, bởi hai dự án trên sau nhiều lần gia hạn vẫn được khởi công, thi công đúng quy định. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sở ngành chức năng thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục để thành lập đoàn kiểm tra giám sát liên ngành để kiểm tra đánh giá toàn diện dự án để có hướng xử lý. Song vấn đề xử lý phải được thực hiện từng bước thận trọng, đảm bảo đúng quy định, thể hiện đúng tinh thần cầu thị, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Trong trường hợp các nhà đầu tư tiếp tục triển khai quá chậm dự án thì buộc phải thu hồi để không ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh cũng như đời sống nhân dân. Tiếp tục nội dung chất vấn về các dự án gây bức xúc trong nhân dân, một lần nữa Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Ái Nam truy vấn về vai trò trách nhiệm quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án. Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ quản lý nhà nước. Như vậy thì hai cái dự án này là thời gian cấp phép rất là lâu rồi. Tức là một dự án thì 5 năm, một dự án thì 7 năm. Mà trong suốt thời gian kéo dài như thế, mà cái động thái của Sở Kế hoạch Đầu tư á, là kiểm tra, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xem coi có tiếp tục hay không hay là thu hồi dự án, thì việc này Sở Kế hoạch Đầu tư tôi cho làm rất là chậm. Tôi nhớ không nhầm là kỳ họp Hội đồng Nhân dân lần trước á, lần thứ tư á, thì Hội đồng Nhân dân cũng đã chất vấn liên quan tới cái Bệnh viện Quốc tế Phương Đông. Thì lúc mà khi có câu hỏi chất vấn thì chủ đầu tư mới tiến hành khởi công, và tại kỳ họp đó thì đồng chí giám đốc sở mà chìa ra cái thư mời khởi công. Thì đến giờ này bệnh viện đó nó vẫn nằm mì đó. Chẳng những như thế mà nội bộ của chủ đầu tư á, lại thưa kiện lẫn nhau, công an vào cuộc, báo chí đã nêu rất là nhiều giấy mực rồi. Đó, cái thứ hai là Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Sài Gòn thì thời gian còn dài hơn, đến 7 năm. Như vậy thì tôi muốn hỏi Sở Kế hoạch Đầu tư, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch Đầu tư, các đồng chí thấy các đồng chí làm tròn chưa? Có tăng cường kiểm tra thường xuyên, đề xuất tham mưu với Ủy ban dân tỉnh để làm sao cho các cái dự án đầu tư á, chúng ta thu hút đã khó mà bây giờ nếu như chúng ta để kéo dài thì coi như nó là gây lãng phí về đất đai, và đồng thời cũng ảnh hưởng tới cái việc thu hút đầu tư cho các nhà đầu tư khác, người ta muốn đầu tư thì thế nào? Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình về trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hai dự án trên nhưng vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng tại kỳ họp do phải chờ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về quy trình xử lý. Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phải làm hết trách nhiệm của đơn vị trong tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý vấn đề, không để lãng phí nguồn quỹ đất công của tỉnh và tiếp tục gây bức xúc trong dư luận, trong nhân dân. Tỉnh Bạc Liêu mong muốn thu hút các nhà đầu tư về để phát triển kinh tế xã hội, song đồng thời với thu hút đầu tư phải làm tốt việc quản lý nhà nước về môi trường đầu tư. Tuyến đường Châu Hưng Hưng Thành triển khai thi công chậm, tổng mức đầu tư tăng mạnh nhưng sau vài tháng đưa vào sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, là vấn đề tiếp theo được đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lợi Từ Minh Phúc đã trả lời chất vấn với giải trình chất lượng công trình kém là do quá trình thi công liên tục gặp mưa. Cùng với đó, tuyến đường trên có nhiều xe tải trọng lớn quá tải thường xuyên lưu thông nên đường mau xuống cấp.
Đối với vấn đề này, trong trách nhiệm của mình, Ủy ban nhân dân quận Vĩnh Lợi sẽ đề nghị nhà thầu khắc phục nhanh những vị trí hư hỏng và tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm xe quá tải di chuyển qua các tuyến đường. Cũng trong phiên chất vấn, vấn đề vận hành khai thác quản lý hệ thống cống đê bao tiểu dự án ngăn mặn tiêu úng tiếp tục được đại biểu quan tâm chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và được ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thừa ủy quyền trả lời. Ông Lân cho biết, cơ chế quản lý vận hành và việc bố trí sắp xếp người chịu trách nhiệm trực tiếp hệ thống cống, trạm bơm đang được ngành phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Điện lực Bạc Liêu tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi cơ chế được ban hành, việc quản lý vận hành và sử dụng các công trình được hiệu quả hơn, đảm bảo đúng quy định. Thiếu con người cho hoạt động thanh tra giám sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực thi pháp luật đối với người lao động, đây là một thiệt thòi lớn cho người lao động Bạc Liêu. Đây là nguyên nhân cơ bản được bà Trần Hồng Chiến nêu lên để trả lời chất vấn của đại biểu khi thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời chất vấn về tình trạng một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Để giải quyết vấn đề trên, thời gian tới bà Chiến cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với đơn vị doanh nghiệp vi phạm. Cùng với các phiên chất vấn, trong ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9 xem xét thông qua 18 nghị quyết chuyên đề quan trọng trên các lĩnh vực và bế mạc kỳ họp với phát biểu chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Chiều hôm qua, đoàn công tác liên ngành thanh tra chính phủ do ông Trần Xuân Thành, thanh tra viên chính thuộc vụ 3 thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Nội dung của buổi làm việc kiểm tra, rà soát, thanh tra xử lý một số vụ việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh. Tiếp giờ làm việc với đoàn có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Thành Trung cùng lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và huyện Phước Long. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác thanh tra chính phủ đã công bố quyết định của Tổng thanh tra về việc kiểm tra rà soát quá trình quản lý sử dụng đất, việc hỗ trợ đền bù tại nông trường rau đắng, xác minh nội dung tố cáo của công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Minh Thắng Bạc Liêu, kiểm tra việc khiếu nại và giải quyết tranh chấp đất của bà Huỳnh Thị Hoa với bà Phạm Thu Thủy, ngụ tại thị xã Giá Rai, theo ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Tổng thanh tra chính phủ. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, đoàn thanh tra sẽ tiến hành xem xét các hồ sơ liên quan đến các vụ việc, kiểm tra thực tế, đối thoại với người khiếu nại tố cáo, làm việc với các ngành chức năng liên quan nhằm đi đến kết luận trình chính phủ giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo trên. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cảm ơn sự quan tâm vào cuộc của thanh tra chính phủ nhằm giúp Bạc Liêu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo theo chỉ đạo của chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo phân công cán bộ ở các đơn vị liên quan cung cấp kịp thời các hồ sơ liên quan đến các vụ việc theo yêu cầu của đoàn công tác thanh tra chính phủ. Thời gian qua, dù cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống, tuy nhiên tình hình tệ nạn xã hội vẫn diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo ngại là tệ nạn ma túy và mại dâm. Để nâng cao hiệu quả phòng chống tệ nạn xã hội, hôm qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội cho hơn 100 cán bộ và cộng tác viên về phòng chống tệ nạn xã hội trong tỉnh. Các đại biểu đã được triển khai một số nội dung về nhiệm vụ của đội công tác xã hội tình nguyện, hướng dẫn công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Ban tổ chức hội nghị cũng đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến công tác cai nghiện ma túy và phòng chống tệ nạn xã hội như kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, cộng tác viên, vấn đề quản lý đối tượng nghiện, công tác chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị trong đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh có 54 trên 64 xã phường thị trấn có người nghiện ma túy với 863 người nghiện. Về tệ nạn mại dâm, cờ bạc, công an đã triệt xóa 310 vụ liên quan đến 1.540 đối tượng. Trong năm 2017, Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận gần 4.000 tin báo có giá trị phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, hơn 1.000 tin báo phục vụ cho công tác triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội. Hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện lần thứ 5 năm 2017. Theo đánh giá, các xã thị trấn đã tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành công trên nhiều lĩnh vực, mà điển hình là hình thức và chất lượng nội dung các môn thi đấu đều đạt yêu cầu đề ra và thật sự thiết thực, ý nghĩa, trang trọng và hấp dẫn, tạo được sinh khí vui tươi phấn khởi trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Đối với Đại hội Thể dục Thể thao huyện Hồng Dân lần thứ 5 năm 2017, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 12 tại khu trung tâm hành chính huyện. Đại hội có 11 môn thi đấu với 27 nội dung, gồm bóng đá nam và bóng đá nữ, bóng chuyền, bi-a, quần vợt, cầu lông, điền kinh, bóng bàn, đẩy gậy, cờ tướng, kéo co và taekwondo. Đại hội lần này sẽ có 14 đoàn với hơn 500 vận động viên tiêu biểu, được tuyển chọn từ phong trào thể thao quần chúng ở địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang và công chức, viên chức, người lao động trong huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên ban chỉ đạo và các cơ quan đơn vị liên quan nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Chuyển sang một số thông tin về tình hình sản xuất. Hôm qua tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai dùng lúa nguyên liệu bao tiêu tiêu thụ vụ lúa đông xuân 2017-2018. Theo đó, huyện sẽ xây dựng dùng lúa nguyên liệu bao tiêu tiêu thụ hàng hóa giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vĩnh Lộc với các hợp tác xã và nông dân ở ba xã Minh Diệu, Vĩnh Bình, Vĩnh Mỹ B và thị trấn Hòa Bình với tổng diện tích 520 ha. Khi tham gia, nông dân được công ty cung ứng giống, phân bón vật tư và hướng dẫn khoa học kỹ thuật từ khi làm đất, chuẩn bị xuống giống đến khi thu hoạch, bảo quản hạt lúa và bao tiêu sản phẩm. Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Thới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình chỉ đạo các xã có nông dân tham gia mô hình cần tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân hiểu được thế nào là dùng lúa nguyên liệu bao tiêu, tiêu thụ hàng hóa. Về phía các hợp tác xã, cần nhắc kỹ trước khi hợp đồng bao tiêu với nông dân một cách chặt chẽ, chốt giá cố định từ 5 đến 7 ngày theo giá thị trường ở thời điểm thu hoạch nhằm tạo được sự hài hòa giữa nhà sản xuất và nơi tiêu thụ. Huyện Vĩnh Lợi hiện có trên 9.000 ha canh tác lúa tài nguyên, hiện tại trà lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Qua theo dõi của ngành chuyên môn huyện thì hiện nay trên trà lúa đang xuất hiện một số loại dịch hại như sâu đục thân, muỗi hành và rầy nâu. Do đó bà con nông dân trong vùng chuyên trồng lúa tài nguyên cần thường xuyên thăm đồng, chủ động phòng trừ kịp thời hiệu quả, bảo vệ trà lúa phát triển tốt. Ngoài ra bà con nông dân cần bón phân cân đối, hạn chế phân đạm, lân, tăng cường bón thêm phân kali và một số loại phân vi sinh khác giúp lúa cứng cây, kháng sâu bệnh, giảm chi phí canh tác. Từ đầu năm đến nay, nông dân thị xã Giá Rai đã cải tạo vườn tạp, tận dụng diện tích đất bờ vuông, kênh sáng để trồng rau màu được trên 500 hectare. Bà con trồng các loại rau màu như cải xà lách, cải xanh, hành, rau muống, bầu, bí, đậu bắp, đậu đũa, dưa hấu, dưa leo. Việc trồng màu của nông dân thị xã Giá Rai trong những năm trở lại đây phát triển nhanh về diện tích, số hộ trồng. Những hộ trồng màu với diện tích lớn góp phần tăng thêm thu nhập phát triển kinh tế, còn những hộ trồng ít thì cũng đảm bảo phục vụ tốt bữa ăn hàng ngày của gia đình. Hiện tại, một số nơi bà con đang khẩn trương làm đất để gieo trồng rau màu phục vụ Tết Nguyên đán năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong một số chương trình thời sự trước về tình hình ngập úng rau màu của nông dân ở một số khu vực trồng màu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Để khắc phục tình trạng ngập nước làm thiệt hại rau màu của người dân, chính quyền thành phố Bạc Liêu và các xã phường đã tích cực triển khai các giải pháp để điều tiết bơm tắc nước. Tuy nhiên, do các khu vực trồng màu chưa có ô đê bao và việc bơm nước bằng máy dầu không phát huy hiệu quả, nên việc khắc phục tình trạng nước ngập còn khó khăn, hạn chế. Trước thực trạng trên và để bảo vệ tốt rau màu của nông dân trong thời gian tới, thành phố Bạc Liêu đã bàn giải pháp và tham mưu đề xuất với tỉnh có hướng đầu tư kết cấu hạ tầng đảm bảo sản xuất rau màu của nông dân. Về vấn đề này, ông Dương Chí Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cho biết cụ thể như sau. Trong thời gian tới thì về phía thành phố thì cũng đã xin ý kiến và của Ủy ban tỉnh là cho thành phố lập chủ trương đầu tư cái vùng ô đê bao khép kín cũng như là các cái trạm bơm ở trên địa bàn. Thì tỉnh cũng đã đồng ý, hiện nay thì thành phố đang làm thủ tục để trình tỉnh để mà tỉnh quyết định đầu tư cái vùng ô đê bao khép kín trên địa bàn vùng màu. Thì cố gắng là sẽ đầu tư trong năm 2018-2019 sẽ hoàn thành cái ô đê bao này cũng như là đầu tư các cái trạm bơm ở trên địa bàn cái vùng màu của mình. Thành phố cũng đang là chỉ đạo các cái xã mà dùng màu đó thì tiến hành để mà củng cố lại các cái hợp tác xã cũng như là thành lập mới các cái vùng chuyên màu để là mình trồng nó tập trung. Và cũng là sau khi củng cố hợp tác xã thì là sẽ cái đầu ra ổn định cho bà con. Thì sau khi mà đầu tư mà hoàn thành đó thì sẽ giao lại cho các cái đơn vị quản lý của xã. Thì khi đó thì đơn vị quản lý cùng với cái hợp tác xã đó sẽ tính lại cái phần chi phí. Mà tôi nghĩ là khi mà đã có những cái trạm bơm tập trung rồi á thì cái chi phí mà để mà bơm nước khi ngập úng đó, nó là rất là tiết kiệm so với hiện nay mà mình phải bơm những cái máy bơm nó lẻ tẻ. Xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải vừa tổ chức khánh thành cầu Ông Tùng ở ấp Mỹ Điền. Đây là cây cầu được gia đình bà Nguyễn Thị Mai ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 100% kinh phí xây dựng. Cầu Ông Tùng được triển khai xây dựng vào tháng 10 năm 2017 với chiều dài 29m, rộng 2,1m, kinh phí đầu tư 203 triệu đồng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông A, cây cầu được đưa vào sử dụng giúp người dân ở ấp 1 và ấp 2 đi lại thuận lợi hơn. Đồng thời, cây cầu này cũng là điểm nối liền với tuyến đường đi quốc lộ 1A, nên người dân các nơi có thể theo lối tắt để giao thương hàng hóa tại các khu vực lân cận,
tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Việc đầu tư xây dựng cây cầu này là ước nguyện của chồng bà Nguyễn Thị Mai khi còn sống. Sau khi nhận được lời kêu gọi của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Điền Đông A, bà Mai đã đứng ra kêu gọi thân nhân góp tiền để xây dựng cầu. Lãnh đạo xã Long Điền Đông A gửi lời cảm ơn đến gia đình bà Nguyễn Thị Mai, mong muốn thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của gia đình bà đối với công tác phúc lợi xã hội. Chính quyền địa phương và bà con nhân dân trong xã sẽ ra sức gìn giữ, thường xuyên duy tu sửa chữa để cây cầu có giá trị sử dụng lâu dài. Thưa quý vị và các bạn, giấy phân cách trên đường 23 tháng 8 phường 8 thành phố Bạc Liêu, đoạn gần khu vực khu công nghiệp Trà Kha đã bị hư hỏng, mất một đoạn. Tuy vậy, cho đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Đã có không ít lần người điều khiển phương tiện giao thông vì muốn rút ngắn thời gian di chuyển đã điều khiển phương tiện băng ngang qua đoạn phân cách bị hư hỏng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thực tế là cách đây không lâu, tại đây cũng đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuyến đường 23 tháng 8, số lượng xe lưu thông mỗi ngày rất lớn. Đặc biệt là tại đoạn dãy phân cách bị hư hỏng là nơi tập trung đông dân cư, nhà trọ, nhiều cửa hàng kinh doanh, khu công nghiệp. Chỉ vì một chút thuận tiện mà người điều khiển phương tiện giao thông đã bất chấp mọi nguy hiểm sang đường tại khu vực đoạn dãy phân cách bị mất này. Theo một số người dân sống tại đây, trước kia đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do đoạn đường hẹp mà lượng xe lưu thông nhiều. Trước thực trạng trên, ngành chức năng đã cho lắp dãy phân cách nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Thế nhưng thời gian gần đây, do dãy phân cách bị hư hỏng mất một đoạn, nhiều người lợi dụng vào đó băng qua đường. Việc làm này, nguy cơ gây tai nạn giao thông là rất cao. Người dân sống tại khu vực này cũng đã chứng kiến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên quan đến đoạn dãy phân cách bị hư hỏng. Không chỉ có người điều khiển phương tiện vi phạm luật, mà ngay cả người đi bộ cũng chỉ vì muốn nhanh và thuận tiện nên đã leo qua dãy phân cách để sang đường. Cái đây là cái dãy phân cách nằm mắt đoạn là bị tai nạn giao thông, và cảnh sát giao thông đã có chở một đoạn ra về cơ quan rồi tới giờ là chưa khắc phục, có thêm một vụ thứ hai nữa nhưng mà tới nay chưa khắc phục đó. Còn cái đường này bây giờ là rất nguy hiểm, có nhiều người không ý thức, người ta đâm ngang, thì đây là cái vụ tai nạn giao thông nó rất là nguy hiểm, yêu cầu cơ quan có chức năng làm sao khắc phục lại để trả lại cái nguyên trạng cũ để giảm bớt cái vấn đề giao thông. Dãy phân cách trên đoạn đường này được lắp đặt không quá dài nên không gây bất tiện cho người dân khi muốn sang đường. Trước thực trạng trên, ngành chức năng cần nhanh chóng sửa chữa lại đoạn dãy phân cách bị hư hỏng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần lưu ý và nâng cao ý thức hơn nữa trong việc tuân thủ đúng các quy định khi tham gia giao thông. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ về thành phố này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là đã gây ra những phản ứng giận dữ của các nước Ả Rập và Hồi giáo. Cộng đồng quốc tế cảnh báo rằng động thái của Washington sẽ phá hủy tiến trình hòa bình của người Israel và Palestine, tạo cơ hội cho các phần tử cực đoan phát triển và làm suy yếu vị thế của Mỹ trên thế giới. Trong thông báo ngày 6 tháng 12, Hội đồng Bảo an cho biết sẽ triệu tập cuộc họp khẩn về vấn đề Jerusalem trong ngày 8 tháng 12, theo đề nghị của 8 quốc gia. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khẳng định không có giải pháp nào thay thế cho giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, và Jerusalem là vấn đề quy chế cuối cùng cần phải được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp. Quyết định của Mỹ đã vấp phải những phản đối mạnh mẽ ở khu vực Trung Đông. Lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã lên án hành động của Washington là tồi tệ và không thể chấp nhận được, là một bước đi phá hoại tất cả các nỗ lực hòa bình Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua. Lãnh tụ tối cao, đại giáo chủ của Iran Ali Khamenei cũng kêu gọi thế giới Hồi giáo đứng lên chống lại âm mưu của Mỹ. Ngay cả Ả Rập Xê Út, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ, cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định của Tổng thống Trump, cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của một động thái phi lý và vô trách nhiệm như vậy. Hôm qua, quân đội Nga khẳng định hiện không còn vùng lãnh thổ nào ở Syria nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov, Syria đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những kẻ khủng bố và toàn bộ các đơn vị của IS đã bị tiêu diệt. Cụ thể, các đơn vị tấn công của tướng Hassan Suhan và tập đoàn quân tình nguyện số 5 đã đánh bại các nhóm vũ trang bất hợp pháp còn lại tại tỉnh Deir ez-Zor sau khi đã giải phóng nhiều khu dân cư và đã kết nối được với quân đội chính phủ Syria đang tiến đánh khủng bố từ phía nam. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đã báo cáo Tổng thống Putin về việc IS đã bị đánh bại hoàn toàn ở cả hai bờ của sông Euphrates. Các cuộc tập trận chung quy mô lớn của Liên minh Mỹ-Hàn và những tuyên bố mang tính khiêu khích của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh
dù Bình Nhưỡng không mong muốn điều này. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày hôm qua đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng kể từ sau vụ thử tên lửa mới nhất của nước này. Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng không muốn chiến tranh nhưng cũng sẽ không lẩn tránh khả năng này. Bộ này cảnh báo những cuộc tập trận Mỹ-Hàn và tuyên bố của Mỹ và Hàn Quốc đang từng bước biến khả năng chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên trở thành kịch bản không tránh khỏi. Bình Nhưỡng khẳng định nếu điều này xảy ra, Triều Tiên sẽ khiến Mỹ phải trả giá đắt với năng lực hạt nhân vững mạnh đã được tăng cường. Tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận chung quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Liên minh Mỹ-Hàn mang tên Vigilant vẫn đang diễn ra. Trong ngày 6 tháng 12, Mỹ đã điều một máy bay ném bom B-1B bay qua bán đảo Triều Tiên và tham gia tập trận cho tới hết ngày 8 tháng 12. Trong bối cảnh, tình hình an ninh trên tại Đông Bắc Á diễn biến phức tạp với các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên và tập trận quân sự quy mô lớn của Liên quân Mỹ-Hàn, chính phủ Nhật Bản thông báo đang cân nhắc việc điều chỉnh kế hoạch an ninh quốc gia cơ bản. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch mang tên Chiến lược An ninh Quốc gia trong năm 2018. Hiện đang có nhiều ý kiến cho rằng tình hình an ninh trong khu vực đã trở nên nghiêm trọng hơn so với thời điểm chiến lược này được thông qua hồi năm 2013. Bằng cách điều chỉnh Chiến lược An ninh Quốc gia, chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thúc đẩy hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, tăng cường phối hợp với lực lượng phòng vệ Nhật Bản với quân đội Mỹ, nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của hai nước nhằm đối phó với những tình huống an ninh khẩn cấp và bất ngờ có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Nhiệt độ trái đất vào cuối thế kỷ 21 có thể tăng hơn 0,5 độ C so với những dự đoán hiện tại. Đây là cảnh báo được đưa ra trong một nghiên cứu mới được công bố ngày 6 tháng 12. Dự định này đang khiến mục tiêu giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C của các quốc gia trong Hiệp định Paris trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các tác giả công trình nghiên cứu trên đã đưa ra nhận định dựa trên việc theo dõi trong hàng thập kỷ và khẳng định tình trạng ấm lên toàn cầu nghiêm trọng hơn các dự báo trước đó. Thậm chí các tác giả khẳng định, nếu tình trạng phát thải vẫn tiếp diễn như hiện nay, thì có đến 93% khả năng rằng đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trái đất có thể tăng vượt 4 độ C. Việc trái đất nóng thêm 0,5 độ C có thể đưa đến những hậu quả khôn lường. Cho đến nay, với việc tăng thêm 1 độ C, trái đất đã chứng kiến nhiều thảm họa thiên tai như các trận lũ, trận nóng lịch sử và các trận siêu bão cùng nước biển dâng. Phần tin thế giới vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt.